Ba kích là loài dược liệu quý hiếm mọc trong rừng, ngày nay củ ba kích tím được trồng khá nhiều và bán với giá khá cao. Vì vậy người tiêu dùng nên thông thái tìm hiểu mua củ ba kích tím ở đâu tin cậy nhất và biết cách chọn lựa củ ba kích tím chuẩn nhất. Củ ba kích tím, tìm hiểu về củ ba kích tím. Ba kích có tên khoa học là Marinda officin alistow. Cây ba kích là loài cây dây leo thân quấn, thuộc cây sống lâu năm. Bộ phận được dùng làm thuốc là rễ củ ba kích. Phân bổ củ ba kích tím. Cây ba kích thường mọc ở vùng đồi núi thấp. Ở Việt Nam, cây ba kích phổ biến tại các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang. Ngoài ra, ba kích cũng mọc nhiều ở các tỉnh như Kiên Giang, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngày nay do loại thảo dược này mai một đi nhiều, nên ba kích đã được nhân giống nuôi trồng rộng rãi ở nước ta. Xem thêm, hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Xem thêm, phân biệt ba kích tím và ba kích trắng. Dễ dàng công dụng của củ ba kích tím. Củ ba kích tím từ xa xưa được biết đến với rất nhiều công dụng khác nhau, được dân gian và các sách đông y lưu truyền. Củ ba kích tím có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới. Những người yếu sinh lý, xuất tinh sớm, khi sử dụng ba kích tím ngâm rượu giúp kéo dài thời gian quan hệ. Sử dụng của ba kích tím để điều trị thận hư, dương suy là một trong những đặc điểm chung của củ ba kích tím và củ sâm cau rừng trong đi về trị và hỗ trợ chữa bệnh. Với những bệnh nhân huyết áp cao, sử dụng củ ba kích tím có khả năng điều trị bệnh rất tốt, bởi củ ba kích tím ngâm rượu giúp lưu thông huyết áp, ổn định đường huyết rất tốt. Những người già đau lưng, mỏi gối, mắc bệnh phong thấp, tay chân hay bị lạnh, sử dụng củ ba kích tím giúp cải thiện rõ rệt tình trạng đau lưng mỏi gối, đánh bay triệu chứng phong thấp đau nhức, tay chân bị lạnh. Phụ nữ mắc chứng tử cung lạnh, đau bụng dưới, sử dụng củ ba kích tím sẽ cải thiện tình hình. Củ ba kích tím giúp cải thiện tình trạng mất ngủ và trị chứng lãnh cảm. Xem thêm, tác dụng tuyệt vời của ba kích. Cây thuốc quý. Tác dụng của củ ba kích tím với sức khỏe con người. Mua củ ba kích tím ở đâu tin cậy nhất để chọn mua củ ba kích tím hoặc các loại dược liệu? Các bạn nên tham khảo và lưu ý qua những kinh nghiệm mua bán cây dược liệu sau. Địa chỉ bán củ ba kích tím được cơ quan chức năng cho phép kinh doanh và hành nghề. Bởi hiện nay có rất nhiều cơ sở mua bán củ ba kích và các cây thuốc khác nhau mà không đủ điều kiện kinh doanh, không đủ năng lực quản lý thuốc. Những loại cây dược liệu không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên mua củ ba kích tím tại các nhà thuốc, đồng ý nếu ở gần nơi bạn sống, mua củ ba kích tím tại các website tin cậy và được quản lý bởi các bác sĩ, chuyên gia có kinh nghiệm. Mua củ ba kích tím ở những nơi mà bạn được tư vấn sử dụng củ ba kích tím, tốt nhất là các bác sĩ có chuyên môn. Các bạn có thể tìm đến tracuju.vn để tìm hiểu và mua củ ba kích tím, bởi trà cứu dược liệu có đầy đủ những yếu tố khách quan được phân tích như trên, nên đó là địa chỉ tin cậy các bạn có thể tìm đến khi cần mua những loại dược liệu quý như củ ba kích tím. Trà cứu dược liệu chuyên thu mua chế biến và chế biến thảo dược, cây thuốc quý như củ ba kích tím. Các sản phẩm của Tra Cứu Dược Liệu đưa ra trên thị trường đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, với những bằng chứng khoa học không thể phủ nhận, được thử độc tính cẩn thận, thử tác dụng dược lý tại các trung tâm lớn và thử lâm sàng trên bệnh nhân. Đặc biệt là các nghiên cứu chuyên sâu về chiết xuất thành phần hoạt chất trong dược liệu đảm bảo hiệu quả tối đa. Trên đây là tư vấn về địa chỉ tin cậy mua bán củ ba kích tím tin cậy nhất. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu về các loại cây dược liệu, cũng như công dụng và cách sử dụng, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra Cứu Dược Liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ ba kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Let's Love Us.